bông dài này à. Đó, kiểu bông dài này, nó dài dán cỡ này, hai ngón tay không? Này à, nó dài cỡ hai ngón tay rồi ra tới đây là ngon nè, là nó ra tầm khoảng chừng ba lá bốn lá à. À, thì dễ là ok. Nhưng mà anh yên tâm đi, anh sàn kéo bông thêm một hai cử nữa là nó cũng cuốn, nó cũng dài à, dài nha. Bông ra nù 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 luôn, bông này biết bao nhiêu quý bà con chúng ta mong muốn nha anh Khởi. À, anh Tân. Dạ không, đợt này thì ưng ý ghê rồi à, như cây này là gầu nè, giờ gầu nè à. Nó hồi sáng nó mới bị mà giờ nó si luôn á, mà giờ đỡ đỡ rồi nè, chứ hồi cái này là do sáng nắng gắt lên cái đầu nó sụ luôn, nó sụ nè à. Giờ nó bình thường sao nè, hồi sáng em chụp hình nè, nó quạt ra thấy ghê rồi. Bây giờ là bắt đầu nó tỉnh tỉnh lại rồi hả? Ừ, bây giờ nhìn thấy nó đỡ nè, chứ sáng nó gì nè, sáng nó làm gì nè. Cái này cho tưới rộng ra xíu đi anh Diễn, tưới nước rộng ra để cỏ được lên, tưới rộng ra để cỏ lên nữa là cây nó sẽ đỡ vấn đề là ngủ cái chùm. Cái này là tưới là cái giáp liếp luôn chứ. Giáp liếp nè, nó ngủ mà dặn nó ngủ bẹt xuống luôn vậy nè, nó bẹt xuống luôn vậy luôn. Kiểu như mình sợ nó trả nợ tình xa phải không? Đúng rồi. Trả nợ tình xa không sao, tưới nước đi. À mà chiều nay có chắc chiều nay mưa rồi, cái này nó tưới trọn liếp luôn mà, tưới trọn liếp okay. Cái này em tưới phủ mà, tưới phủ nguyên liếp luôn, nó còn văng xuống mương nữa. Nhưng mà đối với cây này anh nói như thế nào để cho anh Tân anh có giải pháp rồi anh yên tâm coi nè, được anh Diễn. Chắc anh gặp cái bông này chắc anh ưng ý nè, em cũng kết mấy cái này nè. Đó, kiểu vậy đó. Em cũng kết kiểu gì nè. Em thích kiểu mà đó. Cái kiểu như nù nù thì em cũng chưa kết nữa nè. Ủa sẵn đây cũng xin phép hỏi anh là bông thì thích kiểu này nhưng mà gái thích kiểu nào? Gái thì thích con vợ ở nhà đó. Thôi tôi thương ông không? Nhắn để bạn nghe. À như cái này là mưng ý luôn nè à. Cái đợt trái này thì bỏ rồi, trái này thì dạng đợi cái giái mà cái giái này đợi cho nó thụ phấn qua này thôi. Cái này chấm muối ớt, thực ra là anh Tăng cũng đang nghĩ sai về cái vấn đề thụ phấn á. Vậy hả? Cái mít nó là lưỡng tính à. Cái nõn của nó tự hình thành à. Cái nõn cái bông cái nõn của nó ở trên cái lúc mà nó sổ nhị ra đó, có cái nõn nó tự thụ phấn cho cái trái luôn. Yeah. Chứ không phải cái này là vô tác dụng, mai mốt nó khô. Cái này mai mốt nó khô. Cái này chấm muối ớt. Chấm muối ớt y bài luôn á. À, bây giờ mình bẻ bỏ được luôn hả? Mới phun thuốc không ăn rồi luôn. Không mà mình bẻ rồi cái này nó có ảnh hưởng không anh? Nó nở ra nó thêm cái bông giống vậy. Không ảnh hưởng gì hết á. À, nó không bị xì mũ, nó không bị không ảnh hưởng gì hết á. Dạ. Yên tâm. Thì dạ. Cái mũ xuống cái này là ưng ý rồi luôn nè. Có một số bông này cũng nhiều lắm. Dạ. À, mà không biết mình chắc mình xịt đậm xịt lợt gì đó mình cũng tôi nói với ông chưa rành đây nè, ông xịt y chang như liều năm nay nè thiệt hả? Đây này cổ bông này nè. Nhưng mà anh thấy. Tân á, anh đừng có làm thêm quá liều. Thí dụ như em đưa cho anh, ví dụ như 300 là xịt 300, 400 là xịt 400. Chủ yếu á, anh làm sao được cái đồ đọt ở ngoài này nó đứng. Bây giờ anh quan sát nè, cái lá mình bóp nó xào bữa anh vô anh cầm ha. Anh cầm vô anh bóp cái lá nó xào nó giòn này thấy nữa là tự nó ủ mầm bông ra rồi. Ở trong là anh kích thêm cho nó, có nghĩa là mình kích thích nên gãi ngứa thêm miếng gia vị chút xíu thôi. Nhưng mục đích của mình làm sao làm là bên ngoài của anh này nó phải xào cái lá. Theo bữa là cái vườn của anh nó dài với nữa có lá non, lá như này nó non đúng rồi, lá trong nó già. Là em cũng nói trước với anh Lương là khi anh phun á thì anh phun rà bên ngoài và phun ở trong thì tất nhiên là cái lá bên ngoài để ít cho cái lá bên ngoài nó già đứng đọt thì thằng ở trong nó phải có cái lá chân nó phải già thêm. Nó phải vàng nó phải đỏ đúng rồi. Cái cây sầu riêng á nó già cái lá trong á là mình không thấy nó đỏ, nhưng cây mít á tự nhiên mình thấy vô cái vườn đỏ quét hết trời. Tự nhiên á thực ra là bản thân mình nếu mình hiểu chuyện rồi thì không sao, nhưng mà ví dụ như mình khai xuống sang là vợ mình không hiểu á cũng nhiều cũng càng nhàn. Hay là lâu hay là lâu mấy anh bạn đi uống cà phê á, mình không dám uống cà phê á nhưng mà giỡn đâu. Với nữa anh Khải thiệt thì nên á những cái tinh thần bà con làm đây em ví dụ nha. Cái tầng lá hồi xưa là ở trong này nó còn nữa, chứ còn thêm những cái dàn lá chỗ đây nó lá nữa chứ nữa. Đúng rồi. Nó rất là nhiều. Khi bắt buộc anh ép ở ngoài đây cho nó già lá đứng đọt thì bắt buộc những cái ông lá trong này ông phải già thêm. Đúng rồi. Tại mà ép cả gia đình tao đang già mà. Thì bắt buộc ông già trong này ông phải già thêm. Thì già thêm thì nó đỏ. Chứ còn nếu như mà cái mít của cái lá mít của anh mà nó cái da mít kia nó vừa nó nghẹn cái cổ. Nếu mà cái lá mít của anh mà nó già mà nó không có màu đỏ, nó có màu xanh đó thì không sao. Không, cái đó thì như đợt rồi anh giải thích cho ông Khải cho cậu em nghe thì em cũng không sợ nữa. Không sợ nữa không? Không sợ. Bây giờ kết quả ngày hôm nay là đấy, chú thấy vậy được không chú? Chú thấy vậy cũng bông gà được không? Chú thấy ổn không? Ngon hơn trên nhà rồi. Ngon hơn trên nhà ấy. Ngon hơn trên nhà nhiều. Mạnh mạnh lên. Ở trên nhà là cái vườn ở trên nhà của chú là mới gì à?
À mới vậy ha. Ừ. Làm sao? Nhưng mà con nói với chú nghe cái chỗ này để chú quan tâm nghe, là cái đầu đọt ở bên ngoài nghe. Đầu đọt ở bên ngoài. À, chú qua đây này, con chỉ chỗ đây này. Đấy. Thì khi á mà để nó được, anh Khải cầm giùm em cái, anh Khải. Ví dụ như mà cái đầu đọt của chú làm sao làm? Ở ngoài đây nó phải giàu, phải già lá. Thì tất nhiên già nó tới tuổi trưởng thành ở trong kia nó mới đẻ. Ở trong kia là mình chỉ cần gãi ngứa thôi, kích thích đó, nó thơm nó ra thôi. Nên là cái liều lượng ở trong kia nó đúng, ở ngoài đây là mình cứ phủ sao cho nó đứng là được rồi. Đừng có làm quá chị cho tốt. Tới đầu tháng 7 này, làm lại á, là mình sẽ xài em gốc ở dưới là xô bạch long luôn nhà mình nha. Để mình yên tâm luôn. Em nếu mà nói về cái phần em gốc á thì mà em không chặt á. Ừ. Thì nó sẽ tốn công tốn thời gian. Thì con nghiên cứu thị trường thì con thấy là bà con mình em không có chặt, tại vì em khó mua cái loại lân đúng. Nên là bây giờ tới tháng 7 mình ém đó anh Tân với lại anh Khải nha, là mình xài cái bạch long nano xanh luôn. Đó là lân hữu hiệu kết hợp với kẽm ở trong đó, hàm lượng cao. Là khoảng 4.000 lít là được. 4.000 lít. Cho cây 20 lít đi, 200 cây. 200 cây. Ừ. Cây có 20 lít luôn hả? À, 10 lít chứ luôn. Thì mình tính sao cây lớn cây nhỏ. Cây lớn hả? 400 lít. Ừ, rẻ lắm. Ừ. Thì anh tính anh tha vô hệ thống qua này, anh tưới phát. Nó nhanh hơn, nó tiện hơn. Tư tài không? Với lại nó mau hấp thu này, hơn. Anh mau nhau hấp thu, anh pha vô cái hệ thống như này này là anh quất một phát là tự nó ra luôn, tự nó ăn luôn. Cái thằng mà cái xô mà bữa em mua trên chị Oanh, mà cái xô ông xô có hình chị Oanh đó. Có hình chị Oanh đó. Là em về em tưới tay á. À. Cây bự là em tưới 15 lít nước. Dạ. Còn dạng mấy cây nhỏ nhỏ là em tưới 10 lít. Dạ. Là em tưới. Bây giờ nó chưa phủ tàn thì anh làm vậy. Nó phủ tàn rồi cứ bỏ vô cái hệ thống tưới qua đều luôn. Mình nghĩ rằng là rễ nó ra tới đây rồi. Ừ. Anh quất ra cho nó ra tới đây. Cái này là rễ nuôi cỏ nó luôn. Nó ăn giáp hết rồi. Đúng rồi, rễ ăn giáp hết rồi. Giữ cỏ lại. Giữ cỏ lại. Giữ cỏ cái tán ngoài này nè, cái đường đi này nè, cái đường đi anh em mình đang đứng nè, giáp màu tím nè quý vị. Thì mua hộp về gãi. Sao đâu có được đâu giáp màu tím này. Mình rồi giáp màu tím nào bữa vợ mua cho. Xuống dậy đó nó bới con giúp con. Với mấy đứa tặng sinh nhật. Dạ thì tưới nước đều nó lên mà, cỏ lên. Rồi kết quả làm bông vậy là ok ha gia đình mình ha. Ba, bốn ông này chắc dứt 4 lít rượu quá. Một sợi chứ nhiêu. Là 1 lít hả? 1 lít thôi, cỡ đấy là 4 con gà. Ăn nhiều vậy? Không ăn nhiều hết trời chứ. Bây giờ xuống đây hoài, xuống đây hoài là nói chung gia đình cũng chưa tiếp gì hết. Bây giờ sẵn dịp này lát vô dùng bữa cơm. Trời ơi, trời. Chú. Cái này em mời thiệt. Mình chuyển con gà qua hành hồng vịt lộn đi, nó cũng con. Thấy không, con thấy rồi. Hợp lý. Nhìn cho nó rẻ hơn nha. Thôi, con thấy cũng hiệu quả hơn nữa. Hiệu quả hơn. Có lại nhiều con nữa à. Hai con còn nữa à. Ủa là chú thứ mấy? Thứ tư. Còn anh Út là cách nhau mấy thứ? Hai. Này là em vợ. Em vợ hả? Vậy cũng không có tính trên lệnh tuổi được phải không? Đâu có tính gì được. Trời, nói chung là tụi con về cái mặt làm bông là chú thấy hiệu quả rồi, nhưng mà về cái độ nhiệt tình của đội ngũ bên con này chú đánh giá được mấy sao chú? Cái chuyện đó thì cho 9 sao đi. 9 sao hả? Trời, 1 sao là chưa nhậu không? 9 sao, còn tới 10 sao là phải đi nhiều quận nữa. Rồi ok. Rồi con phải làm sao để chú là con 10 sao mới được. Rồi bây giờ mình rút quân qua giường anh Khải ra nha. Rồi sau đó anh em mình uống nước rồi về không có nhậu nha. Ok. Ok, bye bye.